Thượng Đế xin chúng ta ra cho chúng ta một định mệnh. Có người có hai bán cầu não và trái. Não và trái là trời ơi, não và trái mất luôn lý trí rồi. Anh đang hư một bên. Tôi là sao, em muốn nói gì? Em nghe nói là Quân AB. Quân AB là có việc còn đến, đến. Em à, lâu em, rồi. À, em à, cái tên người ta là Quân AB. AB. Em xin lỗi. Em Quân AB. Em thấy á, là xin đọc đúng á. Quân là tiếng Việt thì phải AB. Chừng nào mà đọc là Quân AB. Đúng không? Là rõ ràng chính xác đúng không? Không em, không em, Quân AB, Quân AB. Nếu anh nói 10k né cái máy cho anh ha, nếu mà đọc đúng tiếng Việt phải gọi là Quân AB. Nếu mà thì đúng, đúng là tiếng Việt Quân AB. Không, không chính xác. Nếu mà nói về văn văn nói là Quân AB phở. Mà bây giờ người ta Quân thì có tiếng Việt, đọc tiếng Việt đúng rồi AB. Còn bây giờ Buka để không, đáng là phải đọc là Buka. Cái chuyện này là xuất phát từ cái nhỏ áo đen đó. Cái tên của ông ta còn nó kiếm chuyện, nó đọc cái này nữa. Cái thí dụ nó người ta kêu Ginh Tuấn Kiệt. Đó là tiêu thời cái Việt Nam sai. Anh đọc tiếng Anh là Ginh Tuấn Kiệt. Ginh là gì? Là nói lên là Ginh em nói còn Ginh đó hả? Dạ đúng rồi. Em luôn muốn cho mọi người thấy được cái sự trong trắng và trong sáng. Trong trắng mà áo đen. Anh ơi, ở ngoài đen nhưng mà dịch ra bên trong nó trắng. Buka, tại sao bây giờ em nói cái gì em nghĩ cái gì cũng nghĩ đến cái chuyện mà dạch rồi mở cái gì vậy? Buka nữa, từ nay về sau hay gọi là Buka. Kêu lớn lên nào, bắt đầu lớn lên nào. Thôi, để cho an toàn anh sẽ gọi em là Cẩm Thơ. Còn em thì em nghĩ anh này không phải là dancer mà anh ta chắc chắn là thợ sửa điện thoại. Sao mà cầm cái điện thoại vô nghĩa mà cầm hoài như vậy? Ừ, không. Lâm ơi, nhà tài trợ đó Lâm. Em ơi, từ nay về sau em không còn có mặt trong chương trình này nữa em nha. Em xin lỗi, xin mời chương trình cắt khúc này giùm em. Xin mời chương trình. Lâm à Lâm, trên đời này không có gì là vô nghĩa em nhé. Dạ dạ. Chẳng hạn như việc livestream cũng không có gì là vô nghĩa cả. Bài này bản vừa hát bài của Hương Tràm. Bài gì vậy? Làm sao cho cái tên bớt lạnh lùng. Anh lạnh giá. Bài đó. Chữ gì hả? Chữ gì? Lùng. Lùng. Trời ơi, em có chữ luôn. Lùng. Chữ luôn mà bị phô thì lùng á. Em nghĩ nó dở. Không có lý do gì để thuyết phục chúng ta rằng bài vừa rồi là của Hương Tràm. Chúng ta chỉ thấy như thế này. Như đang nhép nhép miệng theo kìa. Mặt phiêu với sợ. Em đang cảm nhạc hả bé? Em đang hát cái câu đó, em điểm tìm ra cái đó. Thí dụ câu đó hát đúng sao? Cái gì đó, không đúng quá, anh nói đúng quá câu đó. Đã thí dụ coi. Trời ơi, hát sao mặt em đau khổ vậy em? Sao vậy? Hát đau buồn rồi. Thôi chọn người khác là đúng chính xác. Đúng rồi đó. Em chọn nào? Cái bài hồi nãy không phải là của Hương Trà mà là của chị Hồ Quỳnh Hương. Em nghĩ nãy giờ mới ra là cái bài và em muốn hát lên cho toàn đời. Không, ý anh nói là em luôn chọn sai thì giờ Trấn Thành Thu Trang chọn số khác là đúng. Ý em đang nói cái bài hồi nãy không phải là chị của Hương Trà. Nghe nè, bài của chị số 6 nè, nó nghe nè. Chị quẹo vô quận 7 bên kia nó qua Bình Thạnh chị. Nhưng mà thiệt là nãy giờ em ngồi rất tập trung để em nhớ cái bài thì phải cho em nói chứ không phải ok. Đúng rồi, cho đi đi đó. Của chị Hồ Quỳnh Hương. Bài anh, bài đó bài anh. Đúng không phải của Hương Tràm nhé. Nhưng mà My ơi, My nó đấu tranh hơn 5 phút chỉ để dạch mặt Trường Giang là đưa ra cái bài sai của Hương Tràm. Có đấu tranh gần 5 phút đồng hồ. Em đẩm bẩm nãy giờ đúng không anh? Từ lúc đầu là Miu Lê đã không có ấn tượng là Trường Giang rồi. Tại em không muốn anh nói cái gì đó sai. Không phải đơn giản mà cái đầu nó quá. Hay quá. Nó suy nghĩ riết cái đầu nó mới quắn. Em không muốn anh nói cái gì đó sai trên sóng truyền hình. Anh hiểu em. Trời ơi hay quá. Một cái vở kịch của anh mà đâu đi đóng nhà với anh mà tự nhiên em nhắc đến Trường Giang. Ok, anh hiểu em. Ok. Đúng không? Ok, hiểu. Ok. Cái gì? Cái gì nó quá chưa? Thành ơi, Thành ơi. Thành ơi. Ok. Thành, Thành. Ồ, quên nữa rồi. An ủi em đi, an ủi em đi. Chàm luôn, chàm như sao mà nói tự nhiên vậy được. Bảo vệ khiên nó ra. Giận lắm luôn á. Vô bình tĩnh em đi. Mấy bình tĩnh lại. Nói sai có một. Em bình tĩnh chưa? Bây giờ bình tĩnh chưa? Nói sai có một cái tựa thôi mà thiếu điều nó muốn lấy sơn nó tạt quán Trường Giang luôn rồi. Không, bây giờ em bình tĩnh chưa? Em không muốn mấy người nói sai vậy. Rồi rồi rồi, bây giờ Trường Giang. Xin lỗi người ta đi. Xin lỗi. Xin lỗi. Bây giờ qua. Bây giờ qua quyền đó xin lỗi chị. Cái bài của Hương Tràm mà. Mà số ngàn đó cho em mập lại không thích rồi nhưng mà em cũng là đó. Thì ra cái nguyên nhân chính lỗi đó. Thì ra. Trời ơi.
rồi, bài thì của Hương Tràm. Còn cái suốt ngày nay em mập lại không biết rồi đó. Đó, đó, nguyên nhân chính là đây rồi. Nhưng mà bài của Hương Tràm. Vậy hồ Quỳnh Hương, anh đi, giờ anh cá vậy mong. Anh cãi hoài, anh chơi thân hồ Quỳnh Hương biết mà. Cái bài tên là anh. Biết rồi. Quỳnh Quỳnh Anh Hương biết rồi. Rồi. Bị gì vậy? Tôi nói nha. Tối nay mà quán Trường Giang bị tạt sơn là nó chứ mày. Là nó. Miu nghe nhiều nhạc Miu lộn bài này của Hương Tràm. Thôi Miu ơi, Miu Miu em bỏ qua đi. Miu Miu bỏ qua em đi. Em bị cái tính Hương thua ấy. Vuốt giận, vuốt giận, vuốt giận. Xin lỗi em. Bài này của Hương Đương đại diện dòng hội Tràm Giang, xin lỗi em luôn. Xin lỗi em. Trời ơi, tôi chưa bao giờ tôi gặp một cái trường hợp như thế này. Nhưng mà anh vẫn không đồng tình, anh cứ ngồi bắt chân nghe. Anh ngồi bắt chân nghe, anh nói vậy là được. Bỏ cái chân xuống. Điều xin lỗi. Cái bài này là bài này là bài ngốc của Hương Tràm. Dạ, bây giờ Giang, Giang nghe Trang không? Gì mọi người à? Vậy gì mọi người, gì chương trình đi. Bây giờ Giang nghe Trang đi. Không phải, nhưng mà tại vì cái bài này là bài ngốc của Hương Tràm. Giang, ai đây, ai đây? Giang, bình tĩnh, ai Giang bình tĩnh. Làm sao em du nổi những đêm dài? Làm sao cho con tim đó lạnh lùng? Chị mong sao cho tên em tan giá hả? Hãy xin nghe và hãy nghe với em. Em phát bài gì vậy? Anh làm tên nhau trong mơ. Và anh muốn hết lên cho thỏa nỗi nhớ. Bưng nó về. Bưng nó về. Đi về. Quá. Wow. Với anh giờ này có những điều quan trọng hơn cả sự lừa dối là yêu em. Em đúng. Sau khi chúng ta chuẩn bị làm việc thì nhắc lại nha. Phạm Quỳnh Anh. Có lẽ Quỳnh Anh vẫn còn nhớ lần trước khi em tham gia cũng có một cái người nào đó rất là quen thuộc, nói rằng thích em. Bạn tôi, bạn tôi. À, bạn tôi, bạn tôi, bạn thân mà luôn luôn gọi lộn tên em với một người khác, đúng không? Có một cái kỷ niệm mà em với Lê Trương Quỳnh Anh. Có một cái kỷ niệm mà em với Lê Trương Quỳnh Anh. Trương Quỳnh Anh. Trương Quỳnh Anh với lại ông xã của Quỳnh Anh. Trời ơi. Đó, 4 năm thôi là quên luôn cái họ rồi. Anh ơi, em đội anh ngồi đó được không? Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Em cảm thấy tổn thương lắm mà thật sự luôn á. Cho người ta một cơ hội nữa đi em. Tôi rất buồn. Tôi rất buồn. Vậy thời gian có muốn về đội bên đó không? Baby, come to me. Bên này yên tâm, anh ngồi đây làm nội gián cho chứ thật sự cũng không thân lắm đâu. Thấy chưa? Trời ơi, chết rồi, sao kỳ. Ủa anh ơi, có thiệt luôn á. Anh nghĩ em phải trải qua chương trình này mọi như người thế ơi, nào. Mọi người khoan 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 khoan. Mình tên là gì? Hồi nãy anh nói mình tên là gì? Mấy người nhiệt tình quá à. Không, đúng, khán giả người ta có cái quyền của người ta. Cái quyền người ta buồn của người ta. Quỳnh Anh có cái quyền buồn của mình, vì sao? Bạn bè không cần bạn bè luôn. Đúng rồi. Trong showbiz là biết nhau. Ví dụ đây là ai? Chi Dân. 1, 2, 3, 4 ngày. Đúng. Anh Giang, còn bên kia là ai? Còn bên kia là Phạm Quỳnh Anh. Mình đứng ở giữa con góc, mình cố gắng sẽ không khóc. Mà sao biết vết bên kia rồi với em? Ôi, không. Cái hay vậy? Cái này tôi phải công nhận nha, là Trường Giang thuộc rất nhiều bài hát của các ca sĩ. Chị, em thật sự đồng cảm. Đồng đội của chị giờ hỏi bài hát của chị nào có thuộc không? À. Trời ơi, bụi trong mắt em mấy người ơi. Ê, trong mắt em. Cái bài của Thành nói là chính xác là bụi bay vào mắt. Cái bụi nào trong không mắt em? Bụi trong mắt em. Trời ơi Thành ơi, em sai quá Thành ơi. Nguyễn nè. Tôi nói nè. Bây giờ, thí dụ bây giờ đã nhớ cái hộp bụi trong cái mắt tôi không, nói là trong mắt em có ghèn là được rồi. Thi, thi cho em nói một câu, cho em nói một câu đi. Sao Hiếu? Nghe cáo gỡ của ảnh, nhạc của vợ ảnh, anh không nhớ nó là gì. Đúng không? Đẹp quá. Nhưng mà anh vẫn rất tự hào. 2, 3, 1, 2, 3, 4 ngày. Thấy chưa? Nè, nè. Thôi ngồi xuống, ngồi xuống. Chưa có thi đâu mà. Trời ơi, tội nghiệp Quỳnh Anh quá. Đường dòng và dài anh cứ bước đi. Em đừng lại để nhìn anh quay gót. Hai cái gì vậy? Thôi về chỗ ngồi, về chỗ ngồi. Về chỗ ngồi đi. Em ngộ quá. Trời ơi, cái gì mà mới vô mà xào xáo gia đình dụng dở trơn rồi. Em chọn mặc áo trắng. Rồi, quyết định chọn bạn áo trắng. Ê, ê, bây giờ mình trêu phá không? Nào. Bây giờ là chọn bạn áo xanh. Coi nó chọn vậy với ai. Thí dụ mà nó chọn Trương Quỳnh Anh thì... Rồi, rồi, rồi. Lần thứ này lại làm gì ta đâu. Hai nhát dao đâm vào tim. Thưa quý vị thân mến, chương trình kết thúc từ đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Rồi chị dọn nhà luôn. Bởi vậy người ta nói mà dọn nhà không còn gì để vương vấn ở bên kia nữa.
bớt nói, bớt tai nạn. Một bài học không bao giờ được học hai lần. Nhưng mà sau đấy rồi em cũng bị báo chí phỏng vấn này kia các thứ dữ dội lắm. Nhưng mà em không biết là sự thật nằm ở đâu. Cho nên là ngày hôm nay em tính là nhân cơ hội này em hỏi luôn là hôm đó là nhầm thiệt hay là nhầm giỡn. Để có gì còn về xóa số phone luôn. Người ta chỉ có xóa ký ức thôi, phải xóa số phone với nhau. Ai lại làm thế? Tôi nói thật với lại cô là... Tên gì? Yêu nhau để trong tim. Tên gì? Phạm Quỳnh Anh. Rồi. Đã từng hát bài gì? Bụi vào mắt anh. Rồi. Bụi bay vào mắt. Không dạ. À, bây giờ nó vào hay không thì nó cũng nằm trong mắt. Thì nó là như thế. Bay định qua mặt gia đình hả? Không nhìn thấy cái miệng nó luôn á. Thấy cái ót không à? Nhưng rất may, với sự nhiệt thành tôi đã quay qua đằng sau lưng và tôi đã thấy được cái môi đó rồi. Ổn không? Ổn anh. Ổn không bạn? Nhỏ này cao em à. Cái bà đứng dụ đụ đệm. Nói gì vậy thư? Bạn đừng có dụ đội tôi. Bạn nói hát cái hay hay được rồi. Dụ đội. Cái đó dội. Hiểu gì không? Ủa Nam Thư ơi, ai dành nói với em ra Thư mà em làm dữ vậy? Trời ơi, bây giờ diễn viên bao nhiêu năm rồi đó mà chính còn là... có lẹo như vậy nữa làm sao? Vừa rồi không phải là lẹo lưỡi, một thông điệp.